Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm về vị tướng trợ thủ đá đòn gắt. Thì cái vị tướng này là vị tướng mà mình chơi có thể lên là full phép được luôn mọi người, nhưng mà sẽ bị chửi rất là nhiều. Tại vì vị tướng này nó phù hợp hơn cho vị trí đi trợ thủ bảo kê. Thì sau đây mình sẽ lên ngọc trang bị phù hiệu và cái phép phụ trợ dành cho vị tướng này nha. Thì về cái phép phụ trợ dành cho vị tướng gắt á, thì mọi người có thể ưu tiên chọn cái tóc biến nha. Tóc biến là cái phụ trợ mình thấy rất là phù hợp nhất á. Hoặc là mọi người á chơi theo kiểu là bộc phá cũng được nha. Tại vì gắt có chiêu cuối là hút á mọi người. Thì mình chơi theo kiểu bộc phá thì mình hút tem vào mình á, thì mình sẽ dùng cái bộc phá để mà giết chùm luôn. Đó cũng là một cái lợi thế đó. Còn ngọc thì mình sẽ đi ngọc là ngọc đỏ 10 viên, máu tối đa, giáp và tốc chạy. Còn ngọc tím á, thì 10 viên, máu tối đa, tốc chạy và hồi máu nha. Còn ngọc xanh có hai sự lựa chọn. Mình sẽ chọn giáp, giáp phép và giảm hồi chiêu. Hoặc là mình sẽ chọn là giáp và giáp phép nha. Thì mọi người chọn cái nào cũng được, mình thấy cái nào cũng ok nha. Nếu mà mình chọn có hồi chiêu thì hồi chiêu nhanh thôi, còn không có thì mình tăng được cái lượng giáp. Mình thấy cái nào cũng phù hợp, nên là mọi người cứ dùng cái nào cũng được nha. Về cái phần mọc giáp thì mình sẽ chọn trong cái phù hiệu nha mọi người. Thì mình ưu tiên chọn mọc giáp cho cái phù hiệu này. Thì khi mà mình chọn cái mọc giáp thì cái vị tướng này nó gánh chịu sát thương á. Nếu mà nó gánh chịu đủ cái lần sát thương của nó, tức là nó sẽ cộng dồn sát thương. Khi mà cộng đủ rồi nó sẽ được một cái miễn thương, tức là nó sẽ có một cái lá chắn miễn thương mọi người. Và đồng thời nó sẽ hồi máu nữa, và nó miễn khống chế luôn. Còn cái gánh phụ ở đây mình chọn cái nhảy bén. Nhảy bén tức là sẽ chạy nhanh trên cái đường sông, và hồi máu và hồi năng lượng luôn. Ở đây thì mình chọn lượng máu hoặc là hồi máu nha mọi người. Đây, hai cái này cái nào mình cũng chọn được. Dưới đây mình chọn hấp huyết nha. Chọn hấp huyết thì nó sẽ hồi phần trăm máu và phần trăm năng lượng. Bên đây thì mình chọn mặt ngữ sẽ hồi được cái thời gian giảm hồi phụ trợ. Cái thời gian hồi chiêu nó nhanh. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần trang bị. Về trang bị cho gắt á, thì mình sẽ chia sẻ những cái trang bị như sau. Khi mà đi trợ thủ á, chắc chắn đầu tiên là các trang bị là phụ trợ nha. Mình tùy vào tình hình tem địch mà mình chọn các phụ trợ cho phù hợp nha. Nếu mà gặp tem bạn có những cái vị tướng mà không chế tốt á, thì mình nên cái phụ trợ mở chói. Món thứ hai là dây kiên cường. Món thứ ba là cái khi huyền thoại nha. Món thứ tư là cái chiên choi. Và món thứ năm chính là cái giáp khốn khổ. Cuối cùng là giáp phong mệnh. Khi mà máy giáp phong mệnh thì mình có thể lên cái nham thuẫn nha mọi người. Và tùy vào tình hình trận đấu có thể lên một số các phù chú trường sinh nè cũng được, tùy vào tem thôi. Đây là các trang bị mà khi đi trợ thủ mà gặp tem bạn đồng đều giữa hai sát thương, vật lý và phép thuật. Tức là tem bạn là một đội hình chuẩn. Còn nếu mà gặp tem bạn có nguồn sát thương phép thuật mạnh á, thì mình lên trong viên chân choi thứ ba. Giáp khốn khổ thì mình đừng có lên nha, mình lên giáp ghe. Như vậy là ok. Khi mà gặp tem bạn có nguồn sát thương phép thuật mạnh nha. Còn nếu mà gặp tem bạn có nguồn sát thương vật lý mạnh á, thì giáp ghe nè, viên chân choi đừng có lên, bỏ đi. Mình lên cho vị tướng này cái khi nước chèn và cái giáp khốn khổ. Nó đơn giản vậy thôi. Thì lên những cái trang bị này sẽ rất là tốt khi mà đi trợ thủ nha. Thì qua video này mọi người có muốn làm gì ngọc hay là trang bị của vị tướng nào thì mọi người cứ comment bên dưới nha. Mình sẽ làm theo cầu của tất cả mọi người. Mình xin chào tất cả mọi người nha.